Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các ngươi hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy. Bằng không, các ngươi mất công phúc nơi Cha các ngươi là đấng ở trên trời. Vậy, khi các ngươi bố thí, thì đừng thổi loa báo trước như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật, ta bảo các ngươi, họ đã được thưởng công rồi. Các ngươi có bố thí, thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc các ngươi bố thí được giữ kín. Và Cha ngươi đấng thấu suốt mọi bí ẩn sẽ trả công cho ngươi. Rồi khi các ngươi cầu nguyện, thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình. Họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngã đàn, để thiên hạ trông thấy. Quả thật, ta bảo các ngươi rằng, họ đã được thưởng công rồi. Còn ngươi khi cầu nguyện, thì hãy vào phòng, đóng cửa lại, mà cầu xin với Cha ngươi, đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha ngươi, đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi. Khi các ngươi ăn chay, thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não. Họ làm cho mặt mũi ủ rột, để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật, ta bảo các ngươi, họ đã được thưởng công rồi. Còn ngươi khi ăn chay, hãy sức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết ngươi ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha ngươi đấng ngự nơi bí ẩn. Và Cha ngươi thấu suốt mọi bí ẩn sẽ trả công cho người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa. Kính thưa toàn thể cộng đoàn, hôm nay là ngày thứ tư lễ tro, khởi đầu mùa chay thánh, mùa giúp chúng ta chuẩn bị tâm hồn của mình để cử hành lễ vượt qua và mừng mầu nhiệm phục sinh của Chúa lớn cứu độ chúng ta. Có nhiều người nghĩ rằng hôm nay cái chính yếu là việc sức tro. Nhiều người vẫn tranh thủ, dù có khi mình vẫn còn bị ngăn trở cách nào đó khi nên chưa được xưng tội rước lễ, nhưng mà ít là cũng được sức tro. Hôm nay là có thể phổ biến từ nam phụ lão ấu, rồi tình trạng thế nào chúng ta cũng được sức tro, cũng cảm thấy có một cái gì đó nó đặc biệt. Đúng là việc sức tro nó mang một ý nghĩa rất đặc biệt để giúp cho chúng ta ý thức được cái thân phận bụi tro của mình. Chúng ta sinh ra được dựng nên từ bùn đất, từ bụi tro, rồi chúng ta cũng sẽ trở về tro bụi. Và
Điều này cũng nhắc nhớ cho chúng ta biết rằng những vinh quang danh dự, quyền thế, giàu sang trên trần thế này, rồi tất cả cũng chỉ là bụi tro thôi. Chúng ta không mang được gì vào cõi đời đời của mình cả, mà nó nhẹ nhàng, nó có khi cũng rất là chóng tàn như tro bụi vậy, cuốn theo gió. Nhưng cái điều quan trọng hơn mà giáo hội qua Đức Thánh Cha Francisco trong sứ điệp mùa chay Ngài gửi cho cộng đoàn dân Chúa trên khắp hoàn cầu này trong dịp mùa chay năm nay, Ngài chọn cái chủ đề là qua sa mạc, Thiên Chúa dẫn chúng ta tới sự tự do. Ngài nhấn mạnh đến không phải cái chuyện khổ ải, chuyện khó khăn, chuyện thấp hèn là bụi tro, nhưng mà Ngài nhấn mạnh đến một cái đích nhắm của chúng ta là sự tự do. Bởi vì có lẽ Ngài ý thức rõ hơn cái nhìn về cuộc đời của chúng ta. Chúng ta đang khổ sở vì mất tự do. Không phải tự do ở bên ngoài, mà tự do từ trong chính tâm hồn của mình. Ngài liên kết cái thời gian 40 ngày ở đây như là một thời gian thanh luyện. Thời gian đó nó như được gợi hứng là từ chính cái cuộc xuất hành ở trong đi trong sa mạc 40 năm. Cái thời gian, cái con số 40 mà Thánh Kinh gợi lên cho chúng ta, nó mang một ý nghĩa thanh luyện để giúp cho chúng ta vươn tới sự tự do đích thực. Cũng như dân Chúa ngày xưa, sau khi được giải thoát ra khỏi ách nô lệ Ai Cập, thì đã làm một cái cuộc hành trình 40 năm trong sa mạc. Dĩ nhiên cái thời gian đó 40 năm không phải là 40 cái 365 ngày đâu, mà là một cái thời gian mang cái ý nghĩa thanh luyện. Trong sa mạc đó, Thiên Chúa dẫn dắt họ, và dân Chúa cho dù họ có những lúc họ chán nản, họ bất mãn, họ muốn quay trở lại cái vùng đất Ai Cập, dù đó là cái vùng mà lưu đày, nhưng mà cũng có những cái thoải mái, cũng có những cái hấp dẫn của nó. Nhưng mà đâu có được, cái biển đỏ nó chặn đứng lại rồi, và họ không thể quay trở lui, đành để cho Thiên Chúa dẫn dắt họ. Và từng bước qua từng biến cố, Thiên Chúa đã dạy dỗ họ, biến đổi họ để đưa họ về miền đất hứa, để họ được sống trong tự do. Chúng ta cũng cần có một cái thời gian 40 năm hay 40 ngày để chúng ta có được một cái, được tạo điều kiện để sự thanh luyện, để mình có được sự tự do, để chúng ta vươn tới sự tự do mà Thiên Chúa muốn cho mọi con cái của Ngài. Bởi lẽ chúng ta biết rằng cái ý riêng của con người nó dẫn con người đến chỗ tội lỗi, dẫn đến chỗ bị lưu đày, dẫn đến chỗ bế tắc và bị hư mất. Ngày xưa nguyên tổ của mình ở tại vườn Địa Đàng, cái nơi hạnh phúc, sung sướng, nhưng mà chọn ý riêng của mình hơn là ý Chúa, cho nên họ phải đi vào cái ngõ bí, họ phải bị đến chỗ tưởng là được tự do, được thoải mái, tự quyết định về cuộc đời của mình, tự muốn sống sao thì sống. Nhưng mà rồi chính những điều đó sẽ đưa người ta đến cái chỗ bị lưu đày. Ngày hôm nay kinh nghiệm cuộc đời có lẽ chúng ta cũng thấy bao nhiêu người tưởng rằng mình muốn sống sao thì sống, không ai có quyền cản trở mình cả. Nhưng mà trước khi vì một lời nói có vẻ phóng khoáng, lời nói có vẻ ngang tàn, đầy tính gọi là tự do đó, đưa người ta vào tù và làm cho người ta cảm nếm được cái sự tự do đích thực không phải là muốn làm gì làm, nhưng mà là có khả năng để làm được cái điều tốt như mình cần phải làm. Đó mới là tự do đích thực. Và chính trong ý thức này, Đức Giáo Hoàng mời gọi chúng ta hãy để cho Thiên Chúa dẫn dắt mình qua sa mạc của những ngày chay tịnh, của những ngày chúng ta cầu nguyện và sống theo tinh thần của Chúa, để chính nhờ đó mà chúng ta mới có thể đạt đến được tự do. Còn nếu không, để chúng ta cứ sống
vui vẻ, thoải mái theo ý riêng của mình, theo những cái sự hấp dẫn của ma quỷ, của thế gian và của chính xác thịt con người chúng ta, thì chúng ta rất dễ đi vào cái chỗ bế tắc, không còn được tự do nữa. Chúng ta biết cũng có những cái kinh nghiệm ngày hôm nay, rất nhiều điều trong cuộc sống của chúng ta vẫn theo ý riêng của mình hơn là hướng về Thiên Chúa, theo để cho chiều theo sở thích của chúng ta, sống thoải mái, ăn chơi, thì điều đó dẫn đến những cái bế tắc chúng ta biết rồi. Cho nên có lẽ chúng ta không ai cảm thấy hối tiếc hay là khó chịu gì hôm nay mới mùng năm Tết mà đã đi vào mùa chay rồi. Rồi ngày hôm nay là bắt đầu ăn chay, thì không biết có ai bực bội vì chuyện này không biết. Nhưng mà có lẽ chúng ta nhìn với cái nhìn đức tin, nhìn với cái niềm tin và cái lòng sốt mến của người Kitô hữu, là chúng ta cũng sẽ vui lòng để bắt đầu vào mùa chay, để sẵn sàng ăn chay, kiêng thịt và làm những việc lành phúc đức như cầu nguyện và bố thí, chia sẻ bác ái cho anh chị em của mình. Những cái chuyện làm đó là khó, nhưng mà những cái khó đó nó thanh luyện và biến đổi giúp cho chúng ta được tự do hơn. Kính thưa cộng đoàn, lời Chúa mời gọi chúng ta qua ngôn sứ Gioan cho chúng ta ý thức được rằng mình cần phải xé lòng, cần phải sám hối từ trong đáy lòng của mình, từ thâm tâm của mình, chứ không phải chỉ làm chuyện bề ngoài, xé áo cho nó te tua ra để tỏ ra là mình ăn chay. Nhưng mà cái đó khi ngày hôm nay nó sai lắm. Cái nhiều người, nhiều nhất là bạn trẻ đó, áo quần nó không để bình thường mà nó xé ra, nó để nó làm, mà nhiều khi xé ra nó tốn nhiều tiền, nó đắt hơn, đắt giá hơn là cái áo quần bình thường. Cho nên việc xé áo để tỏ mình ăn chay thì nó không còn đúng nữa đâu. Nhưng mà phải xé lòng của mình, phải để cho những cái khó khăn mà chúng ta khi thực hiện những điều đó với cái tinh thần đạo đức, ta cảm thấy lòng mình nó như bị xé ra, bị tan nát, bị vất vả vì điều đó. Cho nên Gioan mời gọi chúng ta hãy trở về với Chúa, hãy ăn năn sám hối tội lỗi của mình, phải can đảm để xé lòng của mình, chấp nhận những cái giá phải trả cho cái sự đổi mới đời sống của mình. Rồi Thánh Phaolô qua thư gửi tín hữu Côrintô, Ngài cũng mời gọi chúng ta hãy làm hòa với Thiên Chúa. Vì thực sự ra cái việc mà chúng ta tội lỗi và cần phải sám hối ăn năn, đó là điều mang một ý nghĩa tích cực, là chúng ta giải hòa với Thiên Chúa để làm sao cho ý Chúa và ý của chúng ta nó được có một sự hòa hợp. Chỉ trong cái điều kiện đó chúng ta mới có thể đạt được bình an và đạt được hạnh phúc không? Bởi vì Chúa không có hiện ra để mà đe phạt chúng ta hay là trừng phạt chúng ta bằng những điều này, điều nọ, điều kia. Nhiều khi chúng ta gán nói rằng Chúa làm điều đó thì cũng tội nghiệp cho Chúa, là Cha yêu thương, là Đấng nhân hậu. Nhưng mà tự thâm tâm, tự cõi lòng của chúng ta vẫn cảm thấy một cái gì đó nó bất an, cảm thấy một cái thực tế là cuộc đời của chúng ta không hạnh phúc được khi mà chúng ta phạm tội, khi chúng ta chọn ý riêng của mình hơn là ý Chúa, làm cái điều mình thích hơn là điều Chúa mong mỏi. Cho nên cần phải giải hòa với Chúa để qua cái việc sám hối ăn năn, không chỉ là việc đi xưng tội, chứng như chúng ta đi đổ rác rồi chúng ta tiếp tục đựng rác tâm hồn của mình, nhưng mà là chúng ta thực sự giải hòa với Chúa để làm sao cho thánh ý Chúa càng ngày càng chiếm ngự tâm hồn của mình, để mình có thể được đổi mới và sống hòa hợp với ý Chúa, để lương tâm chúng ta không trách cứ chúng ta điều gì, mà chúng ta có thể sống bình an và hạnh phúc trong khi chúng ta sống tốt lành ấy. Rồi chính Chúa Giêsu qua bài tin mừng theo Thánh Matthew chúng ta vừa nghe, Ngài cũng mời gọi chúng ta làm những cái việc đạo đức căn bản của đời Kitô hữu, của những người tin vào Chúa cách đích thực, từ cái việc bố thí đến việc ăn chay và cầu nguyện. Những điều này mà theo Thánh Gioan Kim Khẩu nói là đó là ba cái điều không thể tách rời ra. Ngài nói rằng cái việc chay tịnh nó là linh hồn của việc cầu nguyện. Nhưng cầu nguyện nhưng mà rồi không có thích chay tịnh thì nó cũng không ổn. Và cái việc bố thí nó là cái sự sống của
việc chay tịnh. Và Ngài xác định rằng ba cái điều này nó không có rời nhau. Và nếu ai đó chỉ làm một điều mà không làm những điều kia, hay không làm đủ hết tất cả ba điều, thì coi như không có làm gì hết. Đức Giáo Hoàng cũng xác định ba cái việc làm bố thí, ăn chay, cầu nguyện, đó là ba cái điều mà trong một tiến trình của đời sống Kitô hữu, nó phải liên kết để làm cho cuộc đời của mình nó trở nên có ý nghĩa. Và đó là một cách để chúng ta sống cái tinh thần mùa chay một cách đích thực. Cho nên chúng ta cần sống trong mùa chay này, cần biết dành nhiều thời giờ để cầu nguyện, và cầu nguyện một cách chân thành, sốt sắng hơn. Và cùng với việc cầu nguyện đó, chúng ta không quên có những cái cố gắng chay tịnh. Nhiều khi nếu chúng ta làm vì lòng sốt mến, vì lòng hiểu được những giá trị và ý nghĩa của những việc chay tịnh đó, chúng ta sẽ không cảm thấy nó nặng nề, mà nhiều khi nó trái ngược lại, nó càng giúp cho chúng ta cảm thấy mình được tự do, thanh thoát hơn. Bây giờ nhiều người có khi cũng vì lý do sức khỏe mà cũng đã trở nên chay tịnh, ăn uống rồi vậy kiêng khem, người ta trở lại ăn những cái thức ăn nó sạch và nó thanh để cho nó được khỏe mạnh, có khi để làm cho sức khỏe đẹp, sức khỏe nó tốt và cái dáng vẻ nó đẹp nữa. Tất cả những điều đó khi nó mang một ý nghĩa nó rất là nhân bản. Và nhiều khi những người hôm nay mà ăn uống kỹ lưỡng như vậy, đó là những người có trình độ cao, có một cái tinh thần tốt, và có khi cũng phải có một cái giá trị cao quý lắm mới có thể thực hiện được. Nhưng mà ở đây chúng ta không nhầm vì những cái chuyện bên ngoài đó, mà là chúng ta nhầm một cái tinh thần cao quý hơn để làm chủ được bản thân của mình khi chúng ta ăn chay. Để chúng ta biết khi chế ngự cái bản thân của mình, những cái đòi hỏi đầy cái tính lăng loàn của nó, thì qua những cái cố gắng chúng ta tự chế trong những chuyện nhỏ như vậy, chúng ta mới hy vọng có thể chế ngự được những cái điều nặng nề hơn, và có thể chống lại cả ma quỷ cũng như cả quyền lực của thế gian vẫn đeo bám, vẫn như sư tử rảo quanh tìm mồi cắn xé, và nó muốn đè bẹp chúng ta. Đó là một điều hết sức là quan trọng. Và rồi việc bố thí nữa. Bố thí không phải chỉ là chúng ta dùng cái cơ hội đó để đánh bóng tên tuổi của mình, để làm cho người ta thấy chúng ta là những cái người quảng đại rộng lượng đối với người khác, nhưng mà đó là cái dịp để chúng ta thể hiện cái tình bác ái, nói lên rằng chúng ta vừa giải hòa với Thiên Chúa mà cũng biết quan tâm đến anh chị em của mình là những người nghèo khổ, những người đói khát, những người đang cần sự trợ giúp của chúng ta. Và tất cả những điều đó, từ bố thí, ăn chay và cầu nguyện, tất cả những điều đó chúng ta cần làm với một cái tinh thần đạo đức, tinh thần hiểu rằng chúng ta làm và Chúa nhìn chúng ta, Chúa biết chúng ta và Chúa lượng xét với chúng ta. Chứ không nên dùng những cái việc làm này để mà mình tôn vinh cá nhân, để làm nổi ở bên ngoài. Tất cả những điều đó Chúa Giêsu nói đi nói lại, và Ngài nhắc nhở cho chúng ta hãy ý thức để qua những cái việc cầu nguyện, chay tịnh và làm phúc bố thí này, chúng ta làm cho con người của mình mỗi ngày một nên tốt đẹp hơn, được tự do hơn và được hạnh phúc hơn. Xin Chúa giúp cho chúng ta ý thức được điều căn bản này, để qua mùa chay thánh, qua cái hành trình đi tiến đi trong sa mạc của cuộc đời này, của những hy sinh gian khó, chúng ta cảm thấy có được nhiều điều kiện để gần Chúa hơn. Chúng ta được thanh luyện khỏi những cái ý muốn riêng tư và đầy cái tính mất tự do của mình, để chúng ta sống trong sự tự do ngày càng nhiều hơn, và để sống thanh thản hạnh phúc theo như Chúa là Cha chúng ta muốn chúng ta được như vậy. Amen.